Hi, welcome back to my channel. Starts gonna go. Wendy. Vào cái thứ hai, let's go. Sau đó thì mình sẽ chui vào trong này. Ok. Кажется, придется прыгать. Story, okay. A few how before. Okay.
Алексей, Джек, Гарри, где вы? Let's go. Sau đó thì mình sẽ bật công tắc ở đây để nguồn điện hoạt động. Và khi nguồn điện hoạt động thì các bạn sẽ mở được căn phòng kia. Trong này thì chuẩn bị sẽ xuất hiện yêu quái, cho nên các bạn phải cẩn thận. Đó, bắt đầu xuất hiện yêu quái rồi. Всем-всем-всем, говорит профессор Антонов. Ok, và tự game tiếp theo mình sẽ chọn Granny Chapter 2. See you. Đây chính là nếu một món đồ Haswell. Oh man, ok, được rồi. Và tiếp tục. Câu 3.
Okay, Father, get it here. Let's go. Wow. Bạn sẽ phải bắn những cái này. Không nhảy sang đầu bên này. What? Đó, ok. Và tiếp tục các bạn xin chơi được. Một cái quá. Oh my god. Cây cuối đã mọc lên rồi. Và làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là các bạn sẽ ra đây để nhận nhiệm vụ tiếp theo và làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Ok. Và tiêu diệt cái điều quái này nào. Ok. Và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Tựa game thứ 5. Trong cái này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Túi thứ 7 rồi. Chúng ta còn nào đang đây. Oh my god. Wow. Đang định chui vào trong đó để tiếp tục mình sẽ tìm tiếp. Ai ngờ thì lại chạm trán vào nó rồi. Và bây giờ thì sẽ là tựa game tiếp theo. Infield. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải mở khóa và tìm những chiếc chìa khóa. Sau đó thì sẽ mở những cánh cửa đó ra. SCB. Okay, let's go. Ở đây thì mình sẽ phải tìm những chiếc chìa khóa. Đây rồi. Các bạn cũng không cần phải bật điện nha. Bật pin. Nếu các bạn bật đèn pin thì lúc sau các bạn sẽ không nhìn thấy gì đâu. Cho nên các bạn sẽ để nguyên vậy. Thì nhìn vẫn dễ nhìn hơn. Chiếc chìa khóa này có thể mở cánh cửa ở đây. Một chiếc túi. Và mình sẽ sử dụng luôn. Lúc đó thì sẽ bẻ khóa mở những cái này. Và các bạn sẽ được nhiều hơn. Sau đó thì mình sẽ nhảy sang bên này. Đi qua một chiếc thông gió. Và tiếp tục. Chiếc chìa khóa tiếp theo.
Маккуин. Lại đi qua thăm dò nào. Chiếc chìa khóa tiếp theo. Và cứ như thế các bạn sẽ bẻ khóa và mở khóa trong tờ cơ này. Đó, cứ như thế tiếp tục các bạn sẽ đi tìm những món đồ và bẻ khóa và chuyển sang phần 2 của tờ cơ này. Ok, rồi. Tựa game tiếp theo. Buông tờ ngay đây. Nạn đến bờ ta. Hy sinh rồi. Oh my gosh. Wow. Hết ông ta rồi lại đến bà ta vào đó. Ok. Phải vào à? Rồi, vậy thì mình sẽ vào đi. Khi vào mở cái cửa ra thế nào cũng bị bắt thôi. Nhưng đây nó bắt buộc các bạn phải vào. Không có ai. Đây là một chiếc khóa này. What is this guy? This place. Hello? Oh no, yeah. Không có ai. Đừng mà làm
khói cơ. Vâng, và tất cả đều sẽ lất. Mình đã bị đưa vào đây. Sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo nhé, trong tựa này. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.